Thì tôi chia sẻ với các bạn như này. Trong mỗi một livestream của tôi, một bài viết của tôi, các bạn nếu những người mà thực sự muốn đóng góp xây dựng, thì tôi khẳng định với các bạn luôn luôn còn những cái câu nói để xây dựng cái bài nói chuyện của tôi. Một là ở phản đối tôi là tôi nói sai chỗ này, tôi nói sai chỗ kia. Hai là các bạn ủng hộ tôi, ủng hộ ở chỗ này, ủng hộ ở chỗ kia. Thì đó mới là những người thực sự có cái ý muốn muốn xây dựng một diễn đàn cùng tôi. Còn những cái người mà vào chỉ có ồ sao dạo này nhàm thế, sao dạo này thế này, anh ơi lên dừng lại đi. Tôi nói thật với các bạn không mang tính xây dựng. Còn mục đích của các bạn vì sao tôi biết, nhưng tôi nói ra thì các bạn sẽ cãi. Các bài viết của tôi, các status của tôi, các bạn vào còm. Tôi không hiểu các bạn là tại sao các bạn không còm trong nội dung đó, là tôi nói đúng chỗ này, tôi nói sai chỗ này. Mà các bạn chỉ có chỉ trích. Thì như thế các bạn có phải là các bạn là những người có đủ lý luận không? Các bạn có gọi là đủ lý luận không? Tôi nói thật các bạn nhiều, rất rất nhiều. Và đặc biệt tôi biết luôn là các bạn không hề ủng hộ tôi trong cái việc làm như này. Nhưng tôi là một cái gì? Là một người mà muốn đưa cho các bạn những tin tức, muốn đưa cho những bạn những cái điều mà các bạn quan tâm. Thì tôi phải đi tìm thật nhiều đề tài, rất nhiều đề tài, không chỉ riêng là các đề tài các bạn muốn. Còn tất nhiên ở đây tôi chia sẻ với các bạn là nếu như bạn nào mà không thích nghe, các bạn có thể không cần vào livestream của tôi, các bạn cũng không cần phải theo dõi, các bạn có thể tìm các cái kênh, các cái chương trình khác. Và tôi làm cái chương trình của tôi để cho rất nhiều, cho tất cả mọi người, không chỉ riêng các bạn ở đây, đúng không? Thôi ta quay trở lại vấn đề. Thì như các bạn đã biết là cái clip hôm nay tôi đưa lên trên trang fanpage của tôi đó, thì đó là cái clip do đài truyền hình Quảng Ngãi người ta làm, tôi không làm nhé. Đó, tôi chỉ cắt lên để cho các bạn biết. Đài truyền hình Quảng Ngãi là một trong những đài truyền hình trực thuộc VTV, trực thuộc đài truyền hình Trung ương, và nó cũng là một trong những cái cơ quan của cái ban tuyên giáo của Việt Nam. Đó, làm hoàn toàn nằm trong cái bộ máy nhà nước. Thế nhưng đã có một cái bài viết, có một cái phóng sự gọi là khen ngợi Thủy Tiên, đọc rõ tên Công Vinh Thủy Tiên và quay rõ những cái điều, những cái việc làm của Công Vinh Thủy Tiên. Đó, nói như thế để cho các bạn biết, đó là một cái sự gọi là gì, là từ trên xuống dưới nó có đồng bộ. Rất đài truyền hình Việt Nam chưa bao giờ phê phán Thủy Tiên, cũng không bao giờ lên tiếng hoặc viết bài phê phán Thủy Tiên, mà chỉ phê phán cái gì? Phê phán những kẻ lợi dụng những cái việc làm của Thủy Tiên để xuyên tạc. Chúng ta phải hiểu rõ, tức là gì? Tức là Thủy Tiên làm từ thiện, nó có hai vấn đề, lợi dụng ở đây nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là gì? Là người ta nhìn thấy Thủy Tiên làm được như thế, nó tìm cái cớ để xuyên tạc. Ví dụ như là, đấy, Thủy Tiên được nhiều tiền như thế, dân kêu gọi mới được nhiều tiền, hay là dân mới giúp dân, chứ nó không, người dân không tin tưởng nhà nước nữa, nhà nước không giúp dân. Thì đó là gì? Đó là những cái mà Thủy Tiên không hề, hoàn toàn vô can. Và chúng ta phải hiểu rõ ràng, những kẻ lợi dụng như vậy, Thủy Tiên hoàn toàn vô can. Ngăn chặn cũng được, không ngăn chặn cũng chẳng sao. Bởi vì đơn giản đó là người ta là công dân. Còn cái việc ngăn chặn phản động là việc của an ninh nhà nước, Thủy Tiên hoàn toàn vô can. Thế còn nếu như mà Thủy Tiên mà bị bọn phản động nó lợi dụng chẳng hạn, thì lợi dụng như thế nào? Là tức là gì? Tức là mày là ca sĩ, mày là người có tiếng nói, mày lên kêu gọi từ thiện đi, xong là tao đóng góp vào cho mày đi làm để tao xuyên tạc. Thì cái đó Thủy Tiên nhà nước không cần phải lên tiếng, VTV không cần phải lên tiếng, Thủy Tiên chắc chắn sẽ vào lò. Thủy Tiên chắc chắn sẽ vào lò. Thì tôi hỏi với các bạn một câu là nhà nước, đài truyền hình VTV họ có cần phải phê phán Thủy Tiên hay không? Thế nhưng mà ở đây cái trang lũ hậu.vn này đến bây giờ liên tục nói rằng là VTV đã lên tiếng, các kênh như các báo chí quân đội, rồi báo Quân đội Nhân dân hay là báo Nhân dân, người ta đều lên tiếng rồi. Lên tiếng là lên tiếng như thế nào? Người ta lên tiếng rõ ràng là gì? Là lợi dụng cái Thủy Tiên làm từ thiện mà nói rằng thế này thế kia thì là không đúng. Chứ không thể nói là Thủy Tiên, VTV cũng đứng ủng hộ cái nhóm Lũ Hậu này đánh phá Thủy Tiên được. Hôm nay trong cái bài viết của thằng admin ở trong cái trang Lũ Hậu.vn, nó có chia sẻ một câu chuyện, tức là nó có một đứa em chơi rất thân thiết, rất là tốt với nhau, rất là có tình cảm với nhau, nhưng chỉ vì câu chuyện Thủy Tiên này mà chúng nó gọi là bây giờ cãi nhau và không chơi với nhau nữa.
Nhưng mà cái thằng đó thì nó nghĩ rằng là nó đang làm một cái việc là gì, đấu tranh cho những cái điều tốt đẹp, bảo vệ quê hương đất nước, nên nó sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ. Những cái việc của nó làm thì đã có đài truyền hình VTV hay là báo quân đội hay là báo loại kia lên lên tiếng, thì đó là gì, liên tục. Đây cũng chỉ là một trong những cái ví dụ điển hình, mà rất rất nhiều những cái ví dụ điển hình, ví dụ mà tôi đã viết bài ở trên trang. Tôi đã viết bài ở ở trên trang như vậy. Nhưng mà người ta vào, người ta không hề đọc bài của tôi. Người ta vào, người ta chỉ chửi tôi là hết là bú phêm này, rồi là ngáo này, rồi là thế này thế kia, đủ các kiểu gây sự, rồi chửi vô văn hóa các kiểu. Và lèo lái câu chuyện đi một cách rất liên thiên, nói tôi chửi bậy, tôi đưa ra một cái quòm, thằng admin của chúng mày cũng chửi bậy, thì nó bảo là ở đấy do ăn ở thôi. Bảo tôi chỉ chụp một cái quòm là không đại diện được, không khách quan cho lắm. Thì tôi cũng sang, tôi gửi cho cái hình ảnh của bên trang gọi là gì, phản gọi là gì, chung gọi là ban chỉ huy chống hạ học viện hay là sở chỉ huy chống phản động gì đó, người ta cũng chỉ chụp một cái quòm của tôi rồi đưa lên viết bài, nói bảo tôi họ đang hóng, tôi sẽ xóa những cái bài này do không được sự ủng hộ của mọi người. Tôi khẳng định luôn, có thể các bạn hiện nay các bạn không đồng tình với tôi, các bạn ghét tôi, các bạn chê tôi hay này các kiểu, các bạn không ủng hộ tôi và thậm chí bỏ follow của tôi, các bạn có thể bỏ hết tất cả mọi thứ, tôi sẵn sàng chấp nhận. Tôi làm vì những cái điều như thế này không phải là vì cái lợi nhuận, cũng không phải là thắng hay thua, mà chỉ đơn giản là gì, là mình đã làm đấy thì sống đấy nó phải làm người, chết phải làm ma, không làm thì thôi, làm là phải không dừng. Kể cả ngày mai các bạn, tôi bỏ cái Facebook này, tôi dập cái trang này, tôi xóa cái kênh Facebook này, không sao cả. Nhưng tôi thanh thản bởi vì tôi nói lên cái tiếng nói chính nghĩa. Các bạn có nói rằng nghe cái mục này chán lắm. Các bạn có biết được rằng là nếu như người ta mà cứ liên tục lợi dụng cái tiếng nói của VTV, sau đó là một cách nào đó luồn lách hướng dư luận rằng đây VTV thay lời của họ, hoặc là họ đang làm giống cùng với VTV đây để đánh phá Thủy Tiên, thì tôi hỏi với các bạn cái tác hại còn nguy hiểm đến cỡ nào. À, tác hại còn nguy hiểm đến cỡ nào nữa. Chúng ta là gì? Chúng ta là những người lên chống xuyên tạc. Tại sao chúng ta để cho những kẻ xuyên tạc như vậy tồn tại mà chúng ta còn ủng hộ? Các bạn luôn luôn tự nhận mình là những người lên chống xuyên tạc, các bạn ghét phản động, các bạn ghét cái này ghét cái kia. Nhưng tại sao các bạn lại để cho người ta phản xuyên tạc đài truyền hình VTV? Thậm chí như tôi đã viết bài lên là gì? Trong cái chương cái chuyên mục là gì? Tôi tự tin của quốc phòng toàn dân, cái kênh quốc phòng toàn dân thuộc Bộ Quốc phòng. Người ta đăng, người ta hỏi phỏng vấn một cái gọi là trưởng nhóm, cái nhóm từ thiện Minh Tâm. Người ta hỏi là các cái vấn đề bức xúc của cái việc làm từ thiện hiện nay, tức là bức xúc chung chứ không riêng gì ai cả. Nhưng họ lại lái cái câu chuyện đó sang là gì? Đây là câu chuyện mà người đài truyền hình nói về Thủy Tiên đấy. Nào là khi mà họ đặt những cái câu hỏi dạng dạng như kiểu là ở trên mạng của họ biến thành bài văn mẫu, và họ còn bên dưới trả lời là họ viết tắt là gì? Là QBVN, tức là Quốc phòng Việt Nam, tức là đấy. Cái câu chuyện này nó hoàn toàn giống như cái câu chuyện mà ngày xưa một cái kênh, à, một cái công ty đa cấp người ta đã làm. Tức là gì? Công ty đa cấp mà biết chữ PQD đấy, à gì? PQP đấy, tức là Bộ Quốc phòng. PQP, Bộ Quốc phòng. Sau đó là mời một số những người tướng lĩnh mà đã về hưu tham gia những buổi hội thảo thế nọ thế chai, họ chụp hình đăng lên và họ lừa được rất nhiều người dân rằng đây là một cái công ty thuộc Bộ Quốc phòng. Thì đến bây giờ cái trang Nũ Hậu này nó cũng viết bài và nó viết chữ P à gì là QPVN, Quốc phòng Việt Nam, để nó cho rằng đó là cái gì, là những cái mà chúng ta đem ra, chúng ta phản biện lại với lại những cái lời nói của những người mà người ta lên tiếng phản đối. Tôi nói ví dụ một câu hỏi là gì, là cứ nói như thế này ai sẽ làm từ thiện nữa, thì nó ghi bên dưới là Bộ Quốc phòng Việt Nam nói là không có cô thì cũng có đầy người làm khác.
Riêng tôi nói các bạn, các kênh chính thống, đảng và nhà nước không bao giờ người ta trả lời cái câu nói là không có mày thì sẽ có người khác làm. Không bao giờ. Một cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Là phải tập hợp tối đa sự ủng hộ của tất cả mọi người. Chứ không phải là Bộ Quốc phòng Việt Nam, hoặc là những cái đường lối của Việt Nam là tao cứ nói thế, còn thằng nào làm thì làm, không làm thì thôi. Cái đó ấy, nó chỉ là gì? Những lời nói sẵn của những người Việt Nam mà thôi. Thậm chí trong lỗ tôi, của các bạn, chỉ nói sẵn với nhau thì được. Chứ nhà nước Việt Nam không bao giờ người ta nói như vậy. Nhưng chúng nó lại trá hình cho chữ đó vào. Khi tôi viết và phân tích lên, không một kẻ nào ủng hộ Lũ Hậu nhảy vào là còm theo cái nội dung bài viết. Tôi viết sai chỗ nào, tôi viết đúng chỗ nào. Mà các bạn cũng vậy. Các bạn cũng rất là có thể nói là tôi rất buồn. Buồn là bởi vì sao? Các bạn vào đọc bài, các bạn không nhận biết được đúng sai phải trái. Có thể con người Việt Nam cái tình cảm lấn át lý trí. Các bạn đang ghét Thủy Tiên, các bạn khó chịu với Thủy Tiên. Thậm chí là các bạn không ưa một chút nào chẳng hạn. Nhưng mà chính vì những cái không ưa đó mà các bạn làm sao tìm đủ mọi cách. Các bạn bất chấp ai chửi mình sẽ chửi lại, ai nói mình sẽ phản đối. Nhưng mình phải ghét Thủy Tiên đã, phải trù dập nó cái đã. Nhưng mà xin lỗi các bạn có ghét thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn phải công nhận những việc làm tốt đẹp của Thủy Tiên. Có đúng không tất cả mọi người? Nhưng các bạn đừng có suy nghĩ rằng tôi chia sẻ với các bạn này. Tôi không phải là người ủng hộ Thủy Tiên, tôi khẳng định luôn. Tôi chưa bao giờ xem những cái clip hoặc là xem những cái live stream của Thủy Tiên, cũng như không bao giờ xem ca nhạc do Thủy Tiên. Đúng cả đời tôi, ngày trước có xem một hai tập của bộ phim gọi là Ngôi Nhà Hạnh Phúc thì có cái bài hát. Bởi vì tôi cũng không có cảm tình lắm với Thủy Tiên Công Vinh, thực sự là vì tôi hâm mộ Văn Quyến. Tôi chia sẻ với các bạn nó thật sự là như vậy. Tôi hâm mộ Văn Quyến, cho nên câu chuyện Thủy Tiên Công Vinh tôi không ưa, tôi không thích. Nhưng người ta làm đúng thì mình phải tuyên dương và ủng hộ để phát huy những cái việc làm tốt, chứ không phải là chúng ta ngồi trù dập. Và đặc biệt các bạn anti ra việc các bạn ghét việc các bạn, nhưng các bạn không thể lôi những cái cơ quan chính quyền của nhà nước vào trong cái việc này được. Dừng lại. Thế còn các bạn tiếp tục anti, ok thôi. Nhưng đừng vác danh yêu nước nữa. Các bạn có thể là tao ghét nó, tao chửi nó. Đồng ý. Nếu các bạn ghét thì các bạn cứ việc. Các bạn ghét các bạn cứ việc chửi. Nhưng các bạn không nên xuyên tạc, không nên mượn danh chính quyền nhà nước. Cái mức này của tôi cháu hay đi TV mà cái này như thế này, tôi thì cũng không biết là bây giờ mức nó như thế này rồi, không biết điều chỉnh như nào. Cháu hay đi mua máy tính trên TV. Giờ nghe còn rè chưa? Sao vậy nhỉ? Bởi vì là các bạn biết được là nó cháu nó hay lên chơi game, nó hay mượn máy tính nên là nó đeo tai nghe vào nó bật. Bây giờ các bạn còn thấy rẻ không ạ? Ok. Đó các bạn thấy đó. Tôi nói rằng là họ bị làm sao, họ xuyên tạc VTV thì họ không nghe. VTV luôn luôn tuyên dương những tấm gương người tốt việc tốt, những tấm gương tiêu biểu thì họ đăng lên để họ
Khà Khịa với lại Thủy Tiên. Để tạo ra cái điều gì? Tạo ra là ở đấy nhà nước tuyên dương bao nhiêu người nhưng không tuyên dương mày, mày thấy chưa, đủ các kiểu. Để làm gì? Tạo sự ganh ghét giữa con người với con người. Những cái việc làm đó là bẩn thỉu hay không? Thưa các bạn, người ta luôn luôn lấy người này so sánh với người kia. Cái việc làm nhà nước tuyên dương những người tốt đó là gì? Đó là tôn vinh tất cả mọi người, trong đó có những người này là tiêu biểu nhất. Tôn vinh những điều đó không hẳn là không tôn vinh tôi, cũng không phải là không tôn vinh Thủy Tiên. Chỉ cần các bạn làm điều tốt, các bạn sẽ nhìn thấy được à, nhà nước mình đang tôn vinh. Còn ở đây các bạn lại đăng lên để so sánh, có chị Tiên Nữ chưa, có chị Lũ chưa. Đấy là làm gì? Để tạo ra sự ganh ghét, để tạo ra sự là Thủy Tiên một địt mẹ đấy, tao làm bao nhiêu việc thế mà nhà nước không đăng, không ấy lại đưa thằng kia, xong lại còn khiêu khích tao. Như vậy có phải là các bạn đang muốn, chính là các bạn đang gài bẫy Thủy Tiên để trở về gọi là đối đầu với nhà nước không, bất mãn với nhà nước không? Tôi khẳng định với các bạn là tất cả những cái việc làm người ta tuyên dương cái tấm gương tiêu biểu thì đó cũng là tuyên dương chung cho tất cả những việc làm tốt, chứ không là tao tuyên dương thằng này tao không tuyên dương thằng kia. Nhưng chính các bạn đang lái cái dư luận theo cái kiểu như vậy, ít nhất là đến với lại các cái gọi là những người khác, những người mà ủng hộ Thủy Tiên, những người mà hoặc là kể cả là Thủy Tiên. Tất nhiên các bạn nói rằng sở dĩ tại sao tôi nói nhiều như vậy là bởi vì sao? Bởi vì tôi nói cho các bạn không ủng hộ, các bạn vẫn tiếp tục thậm chí là không thèm còm, không thèm nai trong bài viết. Tôi không tìm thấy sự ủng hộ các bạn, có thì tiếp tục tôi phải chiến. Người ta nói rồi, một là làm, hai là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, đã làm là không dừng. Tôi chưa thấy được là các bạn nhận ra điểm gì thì tại sao tôi lại phải dừng. Các bạn muốn tôi nói chuyện giống như là, xin lỗi các bạn, nói lời này nó hơi nặng, tôi phải xin lỗi trước nhé. Lấy một cái ví dụ để cho các bạn hiểu thôi. Thầy giáo cũng vậy, thầy giáo dạy mình phải hiểu bài này thì thầy mới qua được bài khác. Bây giờ thầy giáo mà giảng cho mình bài này mình cũng vẫn không hiểu, bỏ thầy giáo chuyển ra bài khác, chuyển được không? Giờ tôi xin lỗi các bạn, nói một cái ví dụ để cho các bạn dễ hiểu là gì. Tôi nói các bạn chưa hiểu, chưa ủng hộ thì tôi phải tiếp tục nói đến khi nào các bạn nhận ra và các bạn ủng hộ. Trong khi chúng ta đang ngồi đây, chúng ta nếu như chúng ta chuyển qua một cái vấn đề khác, họ vẫn tiếp tục đánh phá, họ vẫn tiếp tục dương oai. Thì đó là gì? Đó là chúng ta đang thất bại. Được, các bạn sẽ nói tôi sẽ nói ra hậu quả của nhóm đúng không? Nếu như tôi không lên tiếng, đúng không? Nếu như mà lũ họ vẫn cứ tồn tại. Đây tôi nói vẫn cứ tồn tại, bọn ba que nó sẽ xuyên tạc đấy. Nhà nước Việt Nam khi mà thấy có một nhân vật nào mà người ta có cái sự ủng hộ của người dân, có cái sự lên tiếng của người dân, cái là nó phải tìm cách trù dập ngay, nó phải thuê người lập ra một cái trang để chuyện đánh phá người ta ngay. Thậm chí người cái bọn này nó đưa hình ảnh của VTV vào chẳng hạn, nó bảo đấy đài truyền hình Việt Nam lại đi đả phá những cái việc người dân, giúp người dân đó, đấy giúp dân với nhau, họ đem tiền của họ đem đi giúp dân thôi mà đài truyền hình nó cũng đem lên nó chửi đó. Đấy là gì? Đấy là cái sự gọi là ghen ăn tức ỉa của Đảng Cộng sản đó. Có đúng không? Tôi hỏi các bạn, nếu như nó nói như vậy các bạn cãi sao? Nếu nói gì nó ở đây này, trang lũ ạ, nó bảo này VTV này, nó lên án Thủy Tiên đây này. Nhưng thực tế VTV không hề lên án Thủy Tiên. Người ta chỉ lên án những kẻ lợi dụng vào cái vấn đề Thủy Tiên để xuyên tạc. Còn nếu như Thủy Tiên làm cái đó để do bọn phản động nó lợi dụng, nó móc ngoặc, Thủy Tiên không cần, đài truyền hình không cần lên tiếng, Thủy Tiên cũng vào trại giam. Có đúng không? Không cần phải. Còn tất nhiên tôi chia sẻ với các bạn,
Tất nhiên là Thủy Tiên trước đây họ đã sai, họ đã gọi là không giống như các đoàn khác. Họ là gì? Họ bỏ qua cái vai trò của chính quyền. Họ muốn người dân đến với người dân này, tôi đưa trực tiếp tay cho người dân, không ai ăn bớt được này. Và họ có cái thái độ gọi là hơi ngáo quyền lực. Thì đến giờ này, chúng ta lên tiếng người ta sửa rồi. Các bạn bây giờ vẫn cứ nhai đi nhai lại. Người ta sửa thì các bạn bảo làm màu. Người ta không sửa thì các bạn bảo thách thức dư luận. Ok, nghĩa là sao? Hả? Các bạn nghĩ là bây giờ sửa thì các bạn lại bảo là nó làm màu như thế. Còn không sửa thì các bạn bảo thách thức dư luận. Bây giờ sao? Các bạn muốn sao nào? Thậm chí ngay kể cả tôi nói cái thái độ của các bạn thôi, tôi vào viết bài, các bạn có thể phản đối, sai ở chỗ này, sai ở chỗ kia. Chúng ta quan tâm đến bài viết đi. Nhưng không hề. Còm tôi để nguyên, tôi không bao giờ xóa còm, cũng không bao giờ chặn các bạn. Bài viết tôi cũng để như vậy, tất cả mọi người đều có thể đọc được. Nhưng không bao giờ các bạn đánh vào cái nội dung bài viết. Sau các bạn chửi nào là ngáo, chửi nào là nhàm, chửi nào là thiếu lý luận. Các bạn bảo tôi nhục mạ các bạn đúng không? Tôi chỉ nói cái đám lũ hậu con, lũ hậu môn con đó là gì? Nó là những cái kẻ mà ngu muội, không biết nhận ra đâu là đúng là sai, cứ cắm đầu vào bảo vệ thôi. Chứ còn nếu như các bạn có lý luận, các bạn bảo tôi không bảo vệ, tôi là thành viên trong đấy, tôi không bảo vệ những quan điểm sai, ok thì các bạn đâu phải là lũ hậu môn. Tại sao các bạn lại suy nghĩ như vậy? Nên các bạn xem lại cái thái độ của mình đi, xem lại cái đống lý luận của mình đi. Người ta viết bài một đằng, các bạn vào còm một lẻo. Hay là các bạn còm theo văn mẫu như vậy. Là cứ bất cứ một bài viết nào nói về mình, réo bao giờ vào tranh luận với bài viết đó, đúng hay sai. Cứ một là Thủy Tiên thế này, hai Thủy Tiên thế kia. Bài viết có nhắc đến Thủy Tiên đâu. Bài viết là đang nhắc là các bạn xuyên tạc VTV. Bài nhắc là xuyên tạc VTV thì các bạn xem là các bạn có xuyên tạc hay không. Các bạn giải thích hộ tôi cái điều đó, hoặc là các bạn có ủng hộ cái việc đó, lời nói đó hay không. Chứ vào trong đấy liên quan gì đến Thủy Tiên ở trong đó nào. Hay là các bạn ngay kể cả cái kênh gọi là cái chương trình đối diện, người ta nói cái gì? Người ta nói là mạng xã hội là một cái chợ, mở đó ban quản lý chợ làm việc tốt thì sẽ có được cái chợ văn minh, làm việc không tốt thì sẽ không có cái chợ văn minh. Ý là gì? Ý là toàn bộ những cái mạng xã hội Việt Nam như Facebook, Zalo, YouTube hay là các cái mạng Lotus hay là Pingo các kiểu, thì nhà nước Việt Nam quản lý tốt thì nó sẽ ra văn minh. Còn nếu nhà nước Việt Nam quản lý không tốt, ban quản lý chợ ở đây là gì? Là Bộ Thông tin Truyền thông, là các cơ quan ban ngành có liên quan để quản lý thôi. Chứ không phải là cái trang của các bạn là một cái chợ, hay là trang của Thủy Tiên là một chợ, hay trang của tôi là một cái chợ. Trang của chúng ta chỉ đơn giản là một cái sạp hàng trong cái chợ đó mà thôi. Thế mà các bạn cũng lôi về, các bạn nói rằng là gì? À, nói như thế nghĩa là trang của Thủy Tiên là một cái chợ không văn minh, nên phải có một cái chợ văn minh là group.luhau.vn. Các bạn bị ngu rồi, các bạn bị ngáo à? Mà liên tục còm theo cái biểu mẫu của văn mẫu chứ. Tôi nói là nhồi sọ có đúng không? 10 thằng nói cả 10. Cứ nhai đi nhai lại một vấn đề. Cái câu chuyện ông trưởng xóm nó đã trôi vào dĩ vãng rồi. Mọi chuyện đã xong rồi. Ban nước đã hất đi thì không bao giờ lấy lại được. Nhưng mà liên tục ngày nào cũng vậy. Các bạn nói tôi nhai đi nhai lại là bởi vì các bạn chưa dừng thì làm sao mà nói tôi nhai đi nhai lại được. Tôi còn phải chiến đấu. Các bạn còn xuyên tạc, tôi còn phải chiến đấu. Chứ còn đằng này Thủy Tiên nó cũng im lặng, ông trưởng thôn cũng im lặng. Rồi Thủy Tiên bây giờ nó cũng mọi việc miền Trung nó cũng thông báo xong rồi, nhà nước cũng đã chứng nhận ok xong. Các mạnh thường quân không lên tiếng đòi Thủy Tiên phải minh bạch. À, mày làm như thế xong chưa hay như thế nào, còn bao nhiêu tiền bắt phải làm thế nọ thế kia. Các bạn nhân danh cái điều gì mà các bạn làm những điều đó? Các bạn mới là cái kiểu nhai đi nhai lại.
Còn các bạn đã dừng đâu mà bảo tôi nhai đi nhai lại? Đúng không? Các bạn chưa không dừng thì đừng nói tôi nhai đi nhai. Còn nếu như các bạn dừng, tôi sẽ dừng ngay. Nó hoàn toàn khác nha. Cho nên tôi liên tục phải làm này. Tôi mặc dù tôi biết rằng khi tôi bình luận về vấn đề này, tôi bình luận về vấn đề kia, các bạn sẽ thích nghe hơn. Tôi biết điều đó chứ. Nhưng xin lỗi các bạn, xin lỗi các bạn là tôi chưa thể làm theo ý của các bạn được. Tôi vẫn phải tiếp tục vạch mặt. Tôi còn đang tự hỏi là mục đích của bọn này nó là gì. Mục đích của bọn này nó là gì? Tại sao nó lại liên tục lợi dụng tiếng nói xuyên tạc, tiếng nói đài truyền hình vào để che chắn cho nó, để đánh phá một người? Ok, nếu anti ghét cứ việc ghét, bỏ chữ yêu nước ra, bỏ cái được gọi là đấu tranh vì cái này vì cái kia ra. Còn không thích Thủy Tiên các bạn chửi đấy. Các bạn giống như là anti của con Hương Giang đó. Nó bảo anti đạo lý. Ok, tôi có thèm lên tiếng không? Hả? Tôi có thèm lên tiếng không? Chứ đằng này các bạn mang tiếng là yêu nước, sau các bạn vác các cái chương trình gọi là lên án tiếng nói xuyên tạc ra, các bạn cứ vã vào rằng đó là đang lên án Thủy Tiên. Các bạn hô hét gào thét nhau, hù dọa nhau là vào đấy để nghe. Hôm nay đài truyền hình nói về Thủy Tiên, mai đài truyền hình nói về Thủy Tiên. Nhưng nói ra thì cứ cãi, chúng tôi đâu có đánh phá Thủy Tiên đâu. Các bạn làm người ta khó chịu, các bạn làm người ta cảm thấy mệt mỏi vì những cái lý do không đâu cả. Chứ không gọi đánh phá thì là cái gì?